Xin chào tất cả các bạn quay trở lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ chủ đề trồng cây cảnh, thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái cây hoa lấy tây được trồng làm cảnh rất là đẹp nhé. Thì chia sẻ các bạn là hôm nay cũng nhân tiện những cái ngày nghỉ cuối tuần rảnh rỗi, thì mình tiếp tục làm một số cái clip chia sẻ các bạn về cách trồng và chăm sóc một số cái cây cảnh mà rất là phổ biến hiện nay, đặc biệt là dành cho các bạn đam mê trồng cây cảnh nhé, để các bạn có thông tin tham khảo nhé. Thì trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ các bạn về cái cây, một cái cây cảnh rất là đẹp là cái giống hoa lầy tây các bạn nhé, giống hoa lầy tây chứ không phải là giống hoa lầy ta nhé. Đó, thì trước đây là mình cũng đã chia sẻ một số cái clip về cái cách trồng và chăm sóc cây này rồi. Đó, thì các bạn quan tâm thì các bạn có thể truy cập vào cái kênh của mình nhé, ở trong cái phần các bạn truy cập vào cái phần danh sách phát đấy. Đó, và trong phần danh sách phát thì mình có để cái mục đó là kỹ thuật trồng cây cảnh, thì các bạn truy cập vào các bạn tham khảo thêm một số cái video về cách trồng cái cây hoa lầy tây này nhé. Đó, thì cây hoa lầy tây mà hôm nay mình giới thiệu các bạn là mình trồng được khoảng tầm 2 tháng rưỡi đấy nhá, tức là mình đã di chuyển từ cái cây mẹ đấy, từ cây mẹ ra để mình tách ra và mình trồng vào khu vực khác. Đó, thì phía bên kia là một cây này đấy, rất là tốt. Thì tầm 2 tháng rưỡi là khoảng tầm 10 tuần các bạn, 10 tuần một cây bên kia. Cây bên này thì đang ra hoa các bạn này, đây cây bên này đang ra hoa này. Rồi lát nữa mình sẽ quay cái hoa cho các bạn xem nhá. Và cái cây này nữa này đấy. Thì hiện tại là mình ở khu vực Tây Nguyên Lâm Đồng các bạn nhé. Thì hiện nay là vẫn là đang vào cái thời điểm mùa mưa và khí hậu rất là ẩm đấy, và lượng nước rất là nhiều, cho nên là cái khí hậu này rất phù hợp cho cây trồng phát triển rất là mạnh và nhanh. Đây, như các bạn thấy này, đấy, lá của nó này, cái lá nó giống như cái lá mít các bạn, y như cái lá mít luôn. Bạn nào mà trồng ở trong vườn một cái cây mít thì các bạn sẽ biết được cái cây mít là lá như thế nào. Đây, cái mặt sau của lá đây các bạn này. Đó, lá dày nhá, lá dày và một cái màu xanh mướt. Còn phía trên này là lá ở trên đọt này. Đấy. Đó. Thì cái cây này là nó bạn nào mà chăm sóc đúng kỹ thuật ấy, tức là với điều kiện là bón phân và tưới nước đầy đủ, là cái cây này nó sẽ có cái màu lá rất là xanh đậm nhá, và rất dày, lá rất là lớn. Các bạn chỉ cần nhìn vào cái cây nào, bụi cây hoa lầy tây nào mà lá lớn và xanh là chứng tỏ cái cây đó phát triển rất là mạnh. Đấy, và chăm sóc đúng kỹ thuật nhé. Đây các bạn này. Đấy. Rồi, thì trong cái clip hôm nay là mình sẽ chia sẻ các bạn về một số cái lợi ích khi mà các bạn trồng cái cây hoa lầy tây này nhé. Đây các bạn này, thì chia sẻ các bạn là cái hoa lầy tây đây các bạn này, rất là đẹp. Đấy, thì cái lợi ích đầu tiên là khi các bạn trồng cái cây này thì chúng ta sẽ có một cái cảnh trong nhà rất đẹp nhá. Đây, một cái hoa màu trắng cùng 5 cánh. Đó, nó giống như hoa mai vàng luôn. Đây, 5 cánh các bạn này. Một cái màu trắng tinh khiết nhá. Đó, thì do là mấy ngày hôm nay trời mưa rất là nhiều các bạn ạ. Đây, mưa nhiều cho nên là một số cái hoa nó có rụng xuống đây này. Đó, khi mà cái hoa nó tàn là nó rụng xuống đây các bạn này. Đây. Đó. Đó, thì ở đây thì nó còn để lại một số cái vệt này. Cái vệt của hoa nó dính ở trên lá đây này. Ở bên này có một cái chùm nữa các bạn này. Phía bên này có chùm hoa đang nở đây này. Những cái búp búp này các bạn này, những cái búp búp này thì khoảng tầm ngày mai là nở này. Ngày mai là nó sẽ bắt đầu nở ra cái bông hoa mới. Còn những cái bông hoa này thì nó sẽ nở khoảng tầm được vài ngày các bạn nhé. Tầm được vài ngày là nó sẽ rụng xuống. Đấy. Rồi, thứ hai là cái hoa lầy tây này khi mà các bạn trồng trong nhà một cái bụi cây ấy, thì nó sẽ tỏa hương rất là thơm. Đấy, theo đánh giá của mình thì cái mùi của nó rất là đặc trưng. Và nó thơm giống như kiểu là cái mùi của mùi nước hoa các bạn. Đấy. Cây mà các bạn trồng càng nhiều ấy, càng nhiều và cái tán càng nhiều, hoa càng nhiều là các bạn sẽ có một cái mùi thơm rất là đặc trưng mà các bạn có thể ở trong gia đình các bạn có thể nghe thấy được. Đấy, nếu như các bạn trồng trước cổng nhà hoặc là trong sân vườn nhé. Rồi, thì ngoài ra là cái cây này thì về vấn đề phong thủy các bạn ạ, cây này có một cái đặc điểm phong thủy rất là hay nữa. Đó là nó tượng trưng cho cái sức sống mãnh liệt các bạn nhé, sức sống mãnh liệt. Cái cây này hầu như là các bạn trồng ở đâu nó cũng sống được, nó không kỳ đất đâu. Với điều kiện là các bạn phải
cung cấp nước vừa đủ cho nó, tức là đất đủ ẩm là được, còn đất thì không kỳ đất. Đã. Nó tượng trưng cho cái sức sống mãnh liệt nhá. Đó là về cái ý nghĩa phong thủy. Thì nó sẽ một phần nào thì nó sẽ khi mà gia chủ trồng thì nó sẽ tượng trưng những cái ý chí mà chúng ta vươn lên trong cuộc sống, lại khắc phục những cái khó khăn để chúng ta xây dựng cuộc sống của mình. Đấy. Đó là cái gọi là cái sức sống các bạn nhé, sức sống mãnh liệt nhé. Cây bên này thì phát triển mạnh hơn các bạn này. Cây bên này các bạn nhìn lá đây này. Đấy. Rồi thì trong clip này thì chia sẻ các bạn là cái cây này thì dễ trồng. Các bạn có thể là lấy giống bằng cách là các bạn dâm cành nhé. Tức là cắt cành ra các bạn dâm giống như là dâm cành hoa giấy đấy. Hoặc là các bạn chiết. Đó, chiết cành. Đó. Còn những bạn nào mà ở địa phương nào mà khi mà các bạn xem clip nào các bạn thấy cái cây này nó đẹp này, mà ở địa phương không có thì các bạn có thể lên mạng các bạn đặt hàng nhé. Mình thấy một số cái shop họ bán online đấy. Tức là họ sẽ chuyển hàng về tận nhà cho mình. Nếu mà trong điều kiện hiện nay mà chuyển được ấy, thì các bạn cứ đặt hàng nhé. Và cái cây này thì các bạn chú ý là khi mà các bạn đặt hàng thì các bạn phải liên hệ với shop trước ấy, để xem thử là về cách trồng và chăm sóc cái cây đó khi mà mình nhận hàng như thế nào. Đấy. Bởi vì là họ bán hàng thì họ sẽ có cái kỹ thuật trồng và chăm sóc rất là tốt, cho nên là mình phải tham khảo trước. Đấy. Thì về các bạn trồng nó sẽ sống và nó sẽ thành công hơn nhé. Cây này thì nó sẽ phát triển theo kiểu dạng bụi các bạn nhé. Dạng bụi tức là nó không phải là cây thân gỗ mà nó là cái cây kiểu thân bụi. Thì khi trồng là các bạn sau này là các bạn sẽ thấy là nó sẽ mọc sum xuê, nó ngả ra sum xuê như thế này. Thì nếu các bạn mà trồng tốt quá thì chúng ta sẽ cắt bớt đi nhé. Đấy, các bạn cắt bớt để nó tạo ra một cái bụi cây tròn tròn thế này, rất là đẹp này. Đó. Bởi vì cái cây này mà các bạn cắt ấy, cắt cành là sau khoảng 2 tháng sau là nó lại mọc lại rất là nhanh và tạo nên cái bụi cây hoa lầy tây. Lá rất là xanh và tươi các bạn nhé. Đó, tràn đầy sức sống luôn, tràn đầy sức sống luôn. Đấy, các bạn cứ trồng thử là các bạn sẽ thấy. Đấy, thì mình vừa chia sẻ cho các bạn về một số thông tin liên quan đến cây hoa lầy tây nhé. Về cái việc là trồng làm cảnh rất là đẹp này. Thứ hai là có ý nghĩa phong thủy rất là tốt này. Đó, và thứ ba là nó rất là dễ trồng nhé. Rồi, thứ tư là nó có cái mùi rất là thơm. Đấy, trồng có cái mùi tỏa hương rất là thơm. Rồi, thì hy vọng là những cái thông tin mình cung cấp cho các bạn về cái cây hoa lầy tây thì các bạn sẽ có thêm một số thông tin. Và chúc tất cả các bạn trồng cái cây hoa lầy tây này thành công nhé. Sau video này mà bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nhé. Mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi, xin chào tất cả các bạn.